Và bây giờ là những thông tin về thời tiết ạ. Chị Liên có chia sẻ là miền Bắc thì sắp lạnh rồi, nhưng mà không biết là đợt lạnh này thì có làm có kéo dài lâu không chị? Vâng, do mới là đợt không khí lạnh đầu mùa nên sẽ không lạnh lâu đâu ạ. Dạ. Khả năng là trời chỉ lạnh rõ trong khoảng hơn một ngày, từ đêm chủ nhật đến hết ngày thứ hai, thấp nhất là 19 độ và cao nhất giữa trưa thì cũng chỉ 24 độ. Sau đó chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm. Ngoài làm miền Bắc chuyển lạnh, đáng chú ý là gió mùa đông bắc xuống sẽ gây mưa lớn ở miền Trung trong 2 đến 3 ngày tới. Vùng mưa tập trung từ Nghệ An xuống đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm và có nơi trên 300 mm. Và vậy thì miền Trung lại mưa lớn như vậy thì có cần phải lưu ý những gì hả chị Liên? Vâng, đáng chú ý đó là Nghệ An tâm của đợt mưa lớn vừa qua. Bà con đang khắc phục hậu quả sau mưa lũ thì lại chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn tiếp theo. Liên kết đất đá ở các sườn đồi núi khu vực này hiện rất yếu. Mưa lớn chút xuống thì nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Bà con nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm cần hết sức cảnh giác, chuẩn bị trước các phương án di rời khẩn cấp khi mưa lớn xảy ra. Mưa dông cũng có xu hướng tăng lên ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay. Miền Tây có thể mưa sớm từ sáng, đến trưa chiều mưa xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Ngoài nguy cơ mưa to gây ngập úng cục bộ, thì người dân ở vùng hạ du sông Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long cũng đề phòng ngập úng do chiều cường đợt giữa tháng 9 âm lịch. Chiều dâng có thể đẩy mực nước lên cao, vượt báo động 3 trong 1 đến 3 ngày tới. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông. Chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay cũng có mưa dông, cảnh báo kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Trong mưa, tầm nhìn cũng hạn chế, giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km. Vâng, cảm ơn chị Hương Lê về những thông tin vừa rồi ạ.